tác phẩm mới ra lò, hoan nghênh mọi người đến tiểu thuyết cà chua đọc tác phẩm của tôi, hy vọng mọi người có thể thích, sự quan tâm của mọi người là động lực sáng tác của tôi, tôi sẽ cố gắng kể tốt từng câu chuyện. Chương 1 Ám sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 2 Ám sát không thành bị sét đánh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Lại dám uy hiếp ta Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đàm phán hợp tác Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Hạ diễn là cái mỹ nam tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Sáu chương liên quan tới tắm rửa vấn đề. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Lại có thế có người muốn ám sát ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Quận chúa diễn kỹ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Hạ diễn diễn kỹ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Hạ diễn ngươi sẽ không để cho người bên trên ngươi đi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.